Thời gian qua, trường Sĩ quan Lục quân 2 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng và rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ cho học viên, đẩy mạnh hoạt động tuổi trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng hiệu quả các sáng kiến vào giảng dạy, huấn luyện. Những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Bộ thiết bị gây nổ điện tượng trưng tạo giả dưới nước về mô phỏng hỏa lực của địch. Sáng kiến đạt giải nhất tuổi trẻ sáng tạo toàn quân lần thứ 22 của thiếu tá Bùi Văn An đang được ứng dụng hiệu quả trong công tác huấn luyện ở trường Sĩ quan Lục quân 2. Không chỉ giúp học viên được luyện tập sát với thực tế, việc có thể gây nổ lần lượt hoặc đồng loạt của thiết bị còn giúp nhà trường nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, huấn luyện dã ngoại ở địa hình nhiều kênh rạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình đánh tàu giả, việc đánh tàu giả có thể là gây nổ lần lượt hoặc gây nổ đồng loạt sát với điều kiện thực tế và tình huống chiến thuật đưa ra. Quá trình gây nổ thì mực nước tạo ra tiếng nổ và mực nước bắn lên cao từ 8 đến 15 mét và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện. Còn với sáng kiến cải tiến túi hơi an toàn vượt sông cho học viên trong diễn tập này, Trung tá Bùi Văn Thảo, khoa thể dục thể thao đã giúp việc bao gói vũ khí trang bị của học viên được gọn nhẹ, bảo đảm tốt cự ly đội hình chiến đấu, đặc biệt là ổn định tâm lý và giữ được thể lực tốt cho học viên khi vượt sông để tiếp tục hoàn thành những bài tập hành quân xa mang vác nặng. Sáng kiến này đã đạt giải 3 toàn quân năm 2022. Sẽ giúp bảo đảm cho học viên có thể vượt sông an toàn, đặc biệt là ổn định tâm lý cho học viên bớt lo sợ và tự tin hơn trong quá trình tham gia vượt sông. Đảm bảo cho người vào vũ khí trang bị. Chúng tôi đã đưa vào áp dụng ở một số đơn vị thì học viên vượt sông rất là yên tâm và kết quả là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi đã đưa cái chỉ tiêu nghiên cứu khoa học vào một trong những chỉ tiêu để phân loại đánh giá chất lượng tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên, đảng viên, rồi tạo điều kiện cho những đồng chí có kết quả nghiên cứu khoa học tốt được đi học, được thăng quân hàm trước niên hạn. Những năm qua, phong trào tuổi trẻ sáng tạo ở trường Sĩ quan Lục quân 2 đã khơi dậy tiềm năng sức trẻ của cán bộ, giảng viên, học viên. 46 công trình sáng kiến của 137 tác giả được ứng dụng vào huấn luyện giảng dạy trong năm học vừa qua. Trong đó có 6 đề tài sáng kiến được trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22 là tiền đề để trường Sĩ quan Lục quân 2 tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo